Audio Jungle. Xin chào bà con, thì hôm nay á mình quay cho con xem về cái vườn bơ bút của anh Nam ở thị xã Giang Nghĩa đây. Thì ở khu vực của anh á là nằm trong xã Esing á, thì anh đã bơ của anh trồng sen cà phê. Thì với khu vực của anh á thì anh có chia sẻ là khu vực anh rất là nắng và ít mưa, nên là cái tỷ lệ mà bơ nó làm nụ á là phân hóa hồng hoa rất là sớm. Thì hôm nay mình quay cho con xem về toàn bộ cái vườn của anh, thì những cây bơ nào nó đã tạo nụ rồi á, thì mình cũng hướng dẫn cho anh là cái cách mà chăm sóc như thế nào để cho nó ra hoa, nở hoa, đậu quả. Thì đây mình sẽ đi quay vào con xe và kiểm tra hết cái vườn bơ của anh. Hầu như cái vườn bơ của anh á, nó đạt tới 60% là nó có nụ rồi. Nhưng bây giờ cái khó với đứa bà con này là chúng ta trồng sen với cà phê. Thực chất á, nếu cây bơ chúng ta trồng sen với cà phê á, thì nếu mà nó sớm vụ á thì nó dễ, mà nó trễ vụ á thì dẫn đến việc mà xiết nước á, với tưới nước cà phê á, thì nó không có đều nhau. Thì qua đó nên là tùy vào cái khu vực, mà tùy vào cái vùng đất thổ nhưỡng á, thì bà con phải chấp nhận lấy cây này hoặc bỏ cây kia, hoặc là bỏ xung quanh bốn gốc cà phê á. Thì cái đó là cái lựa chọn của tùy vào mỗi bà con chúng ta. Nhưng đối với vườn của anh Nam này á, thì nó đỡ cái là bơ của anh nó đang trong giai đoạn này là nở hoa đậu hoa, nên mình tiến hành là cho anh tưới nước giữ ẩm luôn. Thì với giai đoạn này á, nếu những cây bơ bà con á không giữ ẩm á, mà khi nó ra cái hoa á, thì nó rất là còi cọc và yếu, đùm ra không nổi. Cái hiện trạng như thế này á, là bị thiếu nước. Thì một số bà con chúng ta cũng rất là thắc mắc là khi ra hoa á, thì có nên tưới nước hay không. Thì hầu như ở tất cả clip trước á, hồi giờ mình cũng nói rất nhiều bà con á, thì đối với giai đoạn nụ á, thì trên clip mình quay con á, thì bà con cứ tưới nước thoải mái cho mình, có thể là tưới mạnh. Sau khi bơ bắt đầu là nó nở hoa hay là đốm mắt cua á, hé nở ra, thì bà con bắt đầu tưới giữ ẩm cho mình. Thì tùy vào vùng đất, có nghĩa là vùng đất nào mà nắng nhiều á thì con có thể tưới 3, 5, 7, 10 hoặc là nửa tháng một lần tùy vào khu vực. Là con cứ tưới giữ ẩm cho mình. Vì đặc biệt đối với cây ăn quả là rất cần giữ ẩm. Vì để tránh tình trạng những cơn mưa đầu mùa, những mưa trái vụ á, thì dẫn đến tình trạng mà sốc nước á thì nó hay bị rụng. Rụng hoa, rụng quả, thì vì thế nên mình bảo bà con là nên tưới giữ ẩm thì để cây nó duy trì được cái độ ẩm của đất, thì dẫn đến tình trạng nó ra hoa đậu quả rất là nhanh và hiệu quả. Thì đây là toàn bộ cái vườn mình đi quay bà con xem á. Thì đối với giai đoạn này á, những cây nở hoa này á, thì bà con nên phun thuốc cho mình là dưỡng hoa, đậu hoa và chống rụng hoa. Nếu trường hợp mà những cái vườn này nó có côn trùng chích thuốc á, thì bà con nên phun thuốc sâu vào mình. Cái đặc biệt mình hướng dẫn bà con phun á, để tránh tình trạng không bị hỏng hoa á, bà con phun vào thân cây để tạo cho cái mùi nó hôi, hoặc là con phun xung quanh những cây cà phê á, tạo cho cái mùi nó hôi lên, để côn trùng nó không tới và nó không chích vô cái ngọn của cây bơ bút này, thì lúc đó nó sẽ hiệu quả hơn và nó không bị ảnh hưởng đến hoa. Cái đó là cái vấn đề đối với vườn bơ bút đang nở hoa và chuẩn bị đậu trái ở giai đoạn này nha. Thì cái này cũng là chuẩn bị sang tháng 1 rồi. Thì theo dự kiến của mình á, hay như là năm ngoái là tất cả vườn bơ chỉ còn có 1 tháng nữa là chuyển từ chế độ sinh trưởng sinh thực á, là giai đoạn đang xiết nước á, ngủ nghỉ á, là sẽ chuyển qua giai đoạn đậu trái hết, đầm nụ hết, chuyển qua giai đoạn làm nụ hết. Và đối với những vườn bơ mà đang nở hoa thì đậu trái hết. Thì bà con chú trọng mình vẫn vấn đề đó là xiết nước, phun thuốc sâu, thấm nấm bệnh, côn trùng chích thúc. Đó thì những cái đó là quan trọng đối với bà con. Thì đối với những cái vườn mà có bệnh tật như gốc xì thân á, thối rễ, thì con cũng nên xử lý cho mình để cho một cái vùng mùa nó đạt được năng suất rất là cao. Đó thì mình quay vào con xem á, toàn bộ nụ rất là nhiều. Thì đối với những cái nụ mà nó nhỏ, nó chưa có già thì bà con phải cần phải xiết nước thêm nha. Trong thời gian xiết nước thì bà con có thể phun cho mình là chặn đọt, cảm ngọn, để cho cái cây bơ chúng ta nó đều hơn, đều nụ hơn và nụ nó mập hơn và nó khỏe hơn. Cái đó là cái mình hướng dẫn cho bà con. Thì vườn này là trồng sen cà phê nên cái việc mà chăm sóc á, đi phun thuốc, tưới nước nó rất là khó đối với bà con chúng ta. Thì bà con nông dân chúng ta thì đôi lúc cũng hơi là nản, vì làm nó không có sen canh, không có chiên canh á, nó không có đều cây á, thì chúng ta chăm sóc rất khó. Với những cái vườn của anh Nam nè, có những cây mà giờ vẫn còn phát đọt, chưa có nụ gì hết, hạt nụ rất là nhỏ, thì mình cũng hướng dẫn anh là phải phun thuốc hãm ngọn chặn đọt. Có những cây đọt mạnh quá thì buộc phải bón lăng và kali, có thể là vi lượng nữa, calci bo á, thì bón cho cây nó đủ thành phần dinh dưỡng để cho xiết nước tạo nụ. Nhưng mà cái số, cái tỷ lệ
mà ra hoa nó vẫn nhiều hơn là so với cái tỷ lệ mà phát đọt đối với vườn của anh em này. Thì qua đây á, thì những bà con nào có hiện trạng trên vườn giống như anh em á, thì bà con vẫn tiếp tục cho mình là làm hoa đi. Thì nhiều bà con cũng nói là làm cái bút nó khó, nó không có trái. Thì lúc có trái thì bà con lại nghĩ là giá thành rẻ, không bán được. Rồi lúc người thì kêu là không có trái. Thì mỗi người, mỗi bà con nông dân á, thì đều có một cái đòi hỏi, một cái yêu cầu riêng. Nhưng mà đối với mình á, mình khuyên bà con á, đối với cây bơ bút thì bà con nên mong nó có trái là được. Giá thành có rẻ từ 10 đến 20 nghìn cũng được, miễn là có trái. Còn đối với những bà con á, thật sự á, trồng từ 3 năm, có những người 7 đến 8 năm luôn, cũng không có một cái trái bơ nào hết. Họ lại mong ngược lại là kêu chỉ có trái bán được rồi, không cần giá thành như thế nào, không cần 7, 80 hay 100, 220. Thì mỗi người có một cái quan niệm riêng. Nên là cái này nó rất khó với từng nhu cầu của bà con. Người thì nói là ra rẻ, ra sớm thì giá rẻ, người kêu ra muộn. Thế người ra sớm thì họ có trái, họ bán là có doanh thu, họ chăm sóc và duy trì và cái thuốc thang là công chăm sóc thì nó là đỡ. Cái người ra muộn, muốn ra muộn, muốn đầu tư nhưng mà nó ngược lại, nó rủi ro vì ảnh hưởng thời tiết á, thì cái năng suất nó bị giảm hơn, nó đậu ít hơn á, thì lại nản nữa. Thì vì thế nên mình đưa ra cái hướng cho bà con á, là làm sớm hay muộn không quan trọng, quan trọng là có trái. Và bà con muốn neo lâu hơn á, thì bà con chăm sóc và phân bón được thời gian neo lâu hơn thêm 1 tháng nữa, 2 tháng nữa thì giá thành nó sẽ không có bị trùng với cái bơ thường. Thì thật chất cái bơ bút á, cái thời gian ra hoa và đậu quả là tới 6 tháng nè. Còn đối với cái bơ thường á, thì có 3 tháng thôi, 3 đến 4 tháng thôi. À, từ lúc mà ra hoa đậu quả đến thu hoạch á, thì 4 tháng. Thì so với giữa bơ thường và bơ bút á, thì nó chênh lệch nhau gần 3 tháng. Cái 3 tháng nó rất là khó để cho bà con chúng ta chăm sóc và làm cho nó đều cây. Thì cái đó là cái vấn đề mình nói. Còn năm nay á, so với từng khu vực á, như Lâm Đồng, Đắk Nông, Gia Lai, Đắk Lắk và Bình Phước nữa, thì có một số tỉnh á, thì ra hoa sớm, có một số tỉnh á, thì giờ có trái bằng trứng gà, biên bi. Nói chung rất lộn xộn. Vì cái đó là cái lý do thời tiết. Nên một lần nữa mình cũng nói với bà con là hãy chăm sóc vườn cho đạt năng suất và có trái. Thì với cây bơ, sản lượng bơ thì ở trong nước chúng ta tiêu thụ rất là mạnh, chưa nói là đi xuất đi nước ngoài. Thì qua đó một lần nữa bà con cứ xem và tham khảo trên clip mình quay. Thì cái việc mà mình hướng dẫn cho anh em á, thì công tác thăm vườn rồi, thì mình cũng nói cho anh là chăm sóc tưới nước những cái cây mà có nụ nè, rồi phun thuốc nấm bệnh nè, thuốc sâu nè. Còn đối với những cái cây mà nó có hoa đang nở thì con phun thuốc đậu hoa, dai hoa và thuốc nấm bệnh. Thì mình cũng khuyên bà con nên chọn những dòng thuốc nào nó chuyên về cây bơ để chúng ta phun lên, nó không bị ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của hoa. Và trong lúc đậu trái hay là xả nhị, hoa nó không bị teo cuốn, hay là bị thối bông, hay là bị teo bông hay cháy bông á. Thì đối với năm 2018 thì mình cũng rút kinh nghiệm để nhắc nhở là con á, nhiều người phun thuốc không có rõ ràng á, thì bà con phun hơi bị quá liều. Nên qua đó mình nhắc nhở là con là nên dùng thuốc đúng liều lượng và đúng thuốc, không nên làm dụng thuốc nhiều. Và những cái thuốc nào mà chuyên về bơ hay bà con xịt cho đúng, để tránh tình trạng mà chúng ta xịt không đúng thuốc thì ảnh hưởng xấu đến cây bơ. Đó là toàn bộ những cái clip mình nói trên đối với vườn anh Nam trong giai đoạn mà đang thăm vườn của anh Bơ Bút trồng sen cà phê á. Thì bà con vui lòng đăng ký kênh đi và theo dõi tất cả video mình. Mình sẽ quay video hàng ngày và cập nhật cho con xem theo thời vụ của năm 2018. Và hôm nay cũng là ngày 28 tháng 12 rồi, cũng sang 2019 rồi. Thì qua năm mới thì mình cũng hướng dẫn bà con thêm một cái vụ năm mới theo thời tiết. Xin cảm ơn con ạ.
Yeah.